Chúng ta bây nói tới một cái biểu đồ mà thường cảm thấy rất là thú vị. Đây là cái biểu đồ liên quan đến chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin và chu kỳ đi xuống giá của Bitcoin. Thì dựa theo cái biểu đồ này các bạn thấy được là tính chung đó, thì mỗi một lần mà Bitcoin có một chu kỳ đó thì sẽ đi qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là màu xanh tắc cây nghĩa là cái giai đoạn tăng trưởng giai đoạn bô. Giai đoạn thứ nhì là giai đoạn sụp giá hay là dần đi xuống nghĩa là mùa đông của crypto đó là giai đoạn bear và cái giai đoạn thứ ba nghĩa là giai đoạn accumulate nghĩa là cái giai đoạn này là cái giai đoạn tích lũy thì mỗi chu kỳ đều trải qua ba cái giai đoạn giai đoạn tăng trưởng giai đoạn xuống giá và giai đoạn tích lũy mình thấy được là năm 2013 được tăng trưởng đó cũng vậy năm 2017 được tăng trưởng đó cũng vậy và đương nhiên năm 2020 này được tăng trưởng đó cũng vậy các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ đó các bạn thấy được là mỗi lần có sự tăng trưởng đó, đó chính là bắt đầu một cái mùa mới sau đó chúng ta sẽ đi vào mùa đông crypto sau đó chúng ta sẽ có một cái đợt tích lũy và các bạn thấy được là cái đợt tăng trưởng của năm 2017 đi thì các bạn thấy được là năm 2017 đầu năm đó chính là cái đợt tăng trưởng kế đó các bạn thấy được là năm 2018 cho đến khoảng chừng là cuối năm 2018 là cái đợt đi xuống giá mùa đồng crypto và năm 2019 là một năm tích lũy và năm nay năm 2020 đó là bắt đầu một cái mùa tăng trưởng mới thì nếu chúng ta dựa theo những cái lịch sử trước đây đó thì các bạn thấy được là bitcoin đó, ở cái mức này ở cái thời điểm này thì còn chuẩn đoán khoảng chừng là một năm trong mùa tăng trưởng này nữa có nghĩa là chúng ta còn khoảng một năm nữa trong mùa tăng trưởng này và như thường mới vừa chia sẻ thì cái phần trăm tăng trưởng mạnh nhất đó chính là những ngày cuối chu kỳ này đây là những cái ngày mà các bạn thấy có những cái sự tăng trưởng các bạn không thể nào tin tưởng nổi thực ra thì cái video này thường nó bắt đầu làm từ hồi sáng này trước khi mà thường bắt tay vào công việc công ty nhưng mà hôm nay thì công ty là rất là bận công ty chọn một ngày mà cực kỳ sôi so động trong thị trường của bitcoin để mà bận các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá cả đi thì từ sáng tới bây giờ đó các bạn thấy là giá bitcoin lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng bây giờ là 21 000 943 các bạn thấy được là lại tiếp tục tăng trưởng lên và chúng ta thấy là Bitcoin lại muốn thử cái mức là 22.000 đô đây là mức cao nhất trong cái lục Bitcoin trong ngày hôm nay thôi Bitcoin cứ tiếp tục tăng và cứ tiếp tục tăng không ai biết được Bitcoin sẽ tăng tới khi nào và lúc làm việc ngày hôm nay thì thực sự không thể nào mà thường có thể là tập trung được các bạn thấy được là thường chỉ liên quan là nhìn vào giá cả mà thôi thường không muốn nhìn vào bất cứ một thông tin nào hết cho nên hôm nay là một ngày mà cũng rất khó để mà thường tập trung làm việc thì chúng ta nhìn vào một số những thông tin đi các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó chúng ta nhìn vào một trong những cái thông tin mà nhiều bạn thường hay nhìn vào đó chính là cái thông tin liên quan đến là cái sự hứng thú của Bitcoin đối với những người thông thường đó, cái sự hứng thú đó là bao nhiêu? Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Google Trend, thì Google Trend là bao nhiêu người đang tìm kiếm từ Bitcoin ở trên Google. Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá cả của Bitcoin thì tăng lên nhưng mà cái sự hứng thú đó thì các bạn thấy được là không có cao. Tuy là bây giờ thì coi cũng trung bình trong vòng một năm qua đây là cái biểu đồ trong vòng 12 tháng qua Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái điểm bây giờ đó thì cái số điểm là 63 có nghĩa là cái mức này đó là cao ở 63% so với lại cái mức cao nhất trong vòng một năm qua có nghĩa là cái sự hứng thú của những người thông thường đó đó Bitcoin vẫn chưa tăng cao và các bạn thấy được là giá tăng nhưng mà cái số lượng người tìm kiếm Bitcoin không có tăng Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là có rất là nhiều người bây giờ vẫn đang ngủ quên Vẫn đang chưa có tìm hiểu về thị trường này Có nghĩa là chúng ta tuy là thấy giá cả có sự tăng trưởng mạnh Nhưng mà chúng ta thấy là đây chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi Giá cũng sẽ tiếp tục tăng Và chúng ta chỉ mới bước vào cái mùa tăng trưởng mạnh của năm nay Và tôi nghĩ là chúng ta sẽ còn khoảng chừng là một năm nữa trong cái mùa tăng trưởng này thì sẽ chia sẻ thêm những thông tin này một lát nữa nhưng mà các bạn thấy được là khi mà chúng ta nói tới sự tăng trưởng của giá cả đó thì rất là khác biệt uh, trong thị trường của bitcoin tại vì các bạn thấy được là thị trường bitcoin này đó thì khi mà giá cả tăng trưởng đó, thì cái lúc mà tăng trưởng cực mạnh đó, đó chính là cái thời điểm cuối của chu kỳ để thường chia sẻ những cái thông tin ở trong vòng 5 năm qua đi các bạn nhìn vào 5 năm qua khi mà chúng ta so sánh cái sự hứng thú của những người thông thường tìm kiếm từ bitcoin ở trên Google so với là thời điểm bây giờ thì đi như bây giờ không thể so sánh được các bạn thấy được trong vòng 5 năm qua đó thì bên tay trái các bạn thấy được là cái số điểm là từ 0 tới 100 có nghĩa là 100 điểm là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua thì các bạn thấy được là cái thời điểm đỉnh đó, là cái lúc mà chúng ta thấy là khoảng tháng 12 của năm 2017 lúc đó người ta tìm kiếm từ Bitcoin rất là nhiều và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thời điểm bây giờ thì cái số điểm so sánh trong vòng 5 năm qua chỉ là 11 điểm mà thôi rất là thấp ở thời điểm này và các bạn thấy được là lúc mà Bitcoin mà nhiều người quan tâm đến tìm kiếm không phải là khi Bitcoin vừa phá đỉnh mà thực ra tốn một thời gian có thể nói là Bitcoin bắt đầu có nhiều người quan tâm đến là khoảng chừng là chúng ta có thể thấy được là khoảng chừng là tháng 7 trở lên thì bắt đầu mới thấy những cái sự tìm kiếm từ Bitcoin nhiều hơn nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá Bitcoin tháng 7 đi thì tháng 7 của năm 2017 lúc đó giá là bao nhiêu thì để chúng ta chuyển qua cái biểu đồ của nến ngày đi chúng ta trả về thời điểm là tháng 7 của năm 2017 thì các bạn thấy được là tháng 7 của năm 2017 đó thì lúc đó giá của Bitcoin để chúng ta xem coi là giá là bao nhiêu ở trên sàn Coinbase thì thời điểm đó các bạn thấy đưa giá của Bitcoin đó đã ở cái mức là khoảng chừng là chúng ta thấy là hồi tháng 7 đó là khoảng 2 tới 3.000 đô thì các bạn thấy được là cái thời điểm này đó giá Bitcoin đã tăng lên gấp hai lần gấp ba lần so với cái đỉnh cũ thì lúc đó chúng ta mới thấy được là cái sự hứng thú của những nhà đầu tư thông thường những người bình thường đó, cái sự hứng thú mới tìm kiếm Bitcoin nhiều như vậy chứ các bạn thấy là trước đó khi mà Bitcoin phá cái đỉnh cũ lập đỉnh mới đó nhưng mà cái thời gian đó các bạn thấy được là Bitcoin cũng phải tốn à, khoảng chừng là vài lần mới có thể qua được cái đỉnh cũ như là các bạn thấy được là trước đây thì phải tốn 5 lần tuy là các bạn thấy được là Bitcoin đã có hai lần qua khỏi cái đỉnh cũ của năm 2013 hồi đầu năm 2017 đó lúc đó là giá Bitcoin là khoảng 1.100 đô thì khi mà qua khỏi cái đỉnh cũ của năm 2013 đó thì cũng bị kéo trở lại các bạn thấy được là qua khỏi 1.100 đô lên theo phương chừng là 1.300 đô sau đó bị kéo trở lại đi xuống dưới cái mức là chỉ còn có 800 ý đô mà thôi thì phải thử 5 lần sau đó mới có thể là thực sự rời khỏi cái đỉnh cũ và không trở lại nữa thì đợt này chúng ta theo đề chúng ta đang ở cái lần thứ ba thử cái đỉnh cũ thì bây giờ chúng ta đã qua khỏi 20.000 đô chúng ta bây giờ mức là 22.000 đô rồi thì không biết chúng ta có bị trả về hay là không nhưng mà điều mà thường muốn các bạn lưu ý đây đó chính là lúc mà Bitcoin chạm cái đỉnh cũ qua khỏi cái đỉnh cũ đó nhất là lúc mà các bạn thấy được là lần đầu tiên là đầu năm 2017 lần thứ nhì đó là tháng 2 của năm năm 2017, lần thứ ba đó các bạn thấy được là tháng 4 của năm 2017 thì hai cái đợt đầu tháng 1 và tháng 2 đó thì các bạn thấy được là cái sự hứng thú của Bitcoin trong cái tài liệu liên quan đến Google thì không có nhiều, các bạn thấy được cái sự hứng thú của Bitcoin vẫn rất là thấp tháng 1, tháng 2 của năm 2017 khi bạn nhìn vào cái tài liệu này cho nên các bạn thấy được là cái sự hứng thú đặc biệt liên quan tới Bitcoin á, là lúc mà giá Bitcoin á, đã tăng lên gấp 2, gấp 3 lần rồi thì chúng ta mới thấy được là cái sự hứng thú ao ạt đổ vào thì đợt này thường nghĩ là cũng không ngoài lệ đâu các bạn thấy được cái đợt này chúng ta sẽ thấy được là cái sự hứng thú cũng sẽ từ từ tăng lên như năm 2017 nhưng mà cái lúc mà tăng trưởng mạnh đó đúng là cái lúc mà Bitcoin đó đã lên tới một mức mà các bạn không thể mà không quan tâm đến. Lúc đó Bitcoin đã lên tới là 10.000 đô rồi. Cho nên các bạn mới thấy được là khi điều đó xảy ra sẽ dẫn đến là cái đường mà tăng trưởng của Bitcoin đó từ từ tăng lên, từ từ tăng lên. Nhưng mà tới lúc mà các bạn thấy được là chúng ta đã đến một bước nào đó mà không thể mà không quan tâm đến được. Thì tất cả mọi người đừng sẽ ao ạt đổ vào khiến cho giá cả tăng trưởng mạnh. Và các bạn cũng nên nhớ là năm 2017 đó cái mức mà tăng trưởng mạnh nhất. Đó chính là cái thời kỳ cuối của cái đợt tăng trưởng này, đó chính là cái lúc mà các bạn thấy được là 16 ngày mà Bitcoin có thể đi từ cái mức là 10.000 đô lên tới cái mức là 20.000 đô của năm 2017 để thường đi vào cái đỉnh như các bạn thấy rõ ràng hơn. Thì các bạn sẽ thấy được đây là cái tình hình của năm 2017. Chúng ta bây giờ nói tới một số những cái tin tức của ngày hôm nay Sau đó thường sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin liên quan tới là trên mạng lưới của Bitcoin Chúng ta thấy những cái dấu hiệu gì thì bây giờ là thời đạo có bán hay là không Và cái số lượng Bitcoin được di chuyển lên trên sàn đó là bao nhiêu Và rút ra là bao nhiêu cũng như là bao nhiêu những cá voi đang hoạt động ở trên những cái sàn giao dịch Thì chúng ta nói những thông tin đi Thì ngày hôm nay một những thông tin mà nhiều người hứng thú nhất, nhất đó chính là thông tin liên quan tới sàn CME Sẽ hỗ trợ hợp đồng tương lai cho Ethereum thì sàn CME đó, đây là một cái sàn hoạt động hợp đồng tương lai rất là lớn ở Hoa Kỳ. Đây là một trong hai sàn đầu tiên ở Hoa Kỳ cho giao dịch thẩm tương lai của Bitcoin năm 2017. Lúc đó các bạn thường chỉ có hai sàn là sàn CBOE và sàn CME mà thôi và các bạn thấy được là bây giờ sàn CME nói là trong thời gian ngắn có thể là vài tuần sẽ có một cái dịch vụ để mà hỗ trợ hợp đồng tương lai của Ethereum và hợp đồng tương lai này các bạn thấy là sẽ ra 50 đồng Ethereum cho một cái hợp đồng thì đây là một thông tin rất là lớn các bạn nên biết là sàn CME là một cái sàn mà làm ăn ở Hoa Kỳ là một cái sàn mà có giấy phép hoạt động cũng như là sàn này là một cái sàn mà rất là nổi tiếng giao dịch những cái hợp đồng tương lai của những cái mảng đầu tư như là vàng và nhiều cái mảng đầu tư khác và bây giờ càng ngày thì chúng ta càng thấy thêm nhiều cái dịch vụ liên quan đến crypto ở trên cái sàn này và những người mà sử dụng sàn này đó là những cái người mà họ có tiền những tổ chức đầu tư thì họ là những khách hàng của những sàn này chứ không có là những người bình thường có đi tham gia vào được cho nên Ethereum là một sản phẩm như sàn này cho các bạn thấy được là điều đầu tiên là cái sự hứng thú đó với Ethereum từ những tổ chức đầu tư đó rất là lớn cái nhu cầu mà có Ethereum rất nhiều thứ nhì nữa là các bạn thấy được là Ethereum mà được lên trên sàn CME thì cái cơ hội được tiếp cận với lại những nhà đầu tư lớn càng ngày càng nhiều hơn cho nên các bạn thấy được đây là một cái thông tin nói chung là một thông tin rất là tốt liên quan đến cái sự tiến triển và Ethereum có thể trở thành một công cụ tài chính thực sự đây là cái thông tin đầu tiên thì muốn mang đến cho bạn